Chào quý vị khán giả, mỗi giây mỗi phút trôi bố, qua lại mẹ, có thêm những con muốn báo cho bố mẹ một tin mừng. Và ngay lúc này khi quý vị gì đấy con? Con đã tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình rồi. Cuối cùng là thắng, nhà cách đây 2 dãy phố. À, thế à, thích quá nhỉ. Anh này, con à, bố có chuyện này muốn nói với con. Bố mẹ lấy nhau 30 năm rồi, trong 30 năm ấy bố đã lỡ vui chơi bên ngoài một chút. Bố nói vậy là sao ạ? Con không hiểu. Thực ra Thắm là em cùng cha khác mẹ với con. Xin chào quý vị khán giả, mỗi giây mỗi phút trôi qua lại bố mẹ gì vậy con? Đây là Linh, người yêu con. Bọn con dự định sẽ làm đám cưới vào cuối năm nay. Tha lỗi cho bố, thực ra Linh cũng là em cùng cha khác mẹ với con. Bố thực sự xin lỗi con. Mẹ, không ngờ bố là người như vậy. Cứ như này là con ở vậy cả đời ấy. Sao vậy con? Nói mẹ nghe. Bố lừa dối mẹ đấy. Lần nào con đưa bạn gái với bố cũng bảo đấy là em gái cùng cha khác mẹ với con. Đừng lo, con trai ngoan của mẹ. Thực ra ông ấy cũng không phải là bố đẻ của con đâu. Sao? Thế ai mới là bố đẻ của con? Thực ra bố cái Linh, người yêu mới của con, mới là bố đẻ của con. Lên đây, lên đây. Bán trụ bố à. Anh em lên đi. Lên 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 con bác nó. Dạ. Support kiểu gì đây? Chồng ơi, cái xích nó hỏng rồi, anh vào sửa giúp em đi. Anh có phải thợ điện đâu em. Mà bây giờ anh đang bận combat này, bây giờ anh ra là anh em chết hết. Thôi em. Em chịu khó là lấy đèn pin tự tắm tự soi nhá. Tay bận soi rồi thì làm sao mà tắm được. Chết. Chấm như chắc to. Lên nè. Chết. Con này như cái con vợ mình ấy nhở. Suốt ngày mất máu. Bực chịu được. Cửa nhà mình hỏng rồi kìa. Anh ra sửa lại giúp em đi. Ôi trời ơi, anh có phải là thợ mộc đâu em. Mà cái khu nhà mình nó an toàn lắm. Mấy lần anh đi ngủ quên chốt cửa có làm sao đâu. Em đi ngủ đi, tí anh chớ đốt này anh sửa được nhá. Chống người chặt tỏ. Cha nó cái tích sự gì hết. Ôi em ơi. Anh tưởng là cái đèn trong nhà tắm với cả cái cửa là hỏng mà. Thế là em nhờ ai sửa hay là em tự sửa đây? Đương nhiên là không phải em rồi. Em nhờ anh Phong hàng xóm ý. Phong á? Thế nó giúp em không công à? Đương nhiên là không rồi. Anh ấy bảo em này, một là nấu cho anh ấy một bữa, hai là ngủ với anh ấy một đêm. Ô này, thế là hóa ra là nó ăn no xong rồi nó giúp mình, nó về rồi à? Thế tốt nhỉ? Anh bị điên à? Em có phải là đầu bếp đâu. Lộc. Hả? Cái gì? Có chuyện này, nhưng mày phải thực sự bình tĩnh. Làm sao? Con Trang vợ mày, nó đang ngoại tình. Mày nói cái gì? Theo tao được biết thì 2 giờ chiều thứ sáu nào nó cũng đưa giai về nhà. Mà mày có biết thằng đấy là thằng nào không? Là thằng nào? Là thằng Nguyên bạn thân mày đấy. Không bao giờ có cái chuyện đấy. Tao với thằng Nguyên ấy cho thân với nhau. Tao hiểu tính nó. Nó không bao giờ làm cái trò đấy. Nó linh tinh. Mày không tin tao đúng không? Hôm nay là thứ sáu đấy. 2 giờ chiều mày thử truyền vào nhà xem tao nói có đúng không. Ok. Nhưng mày phải đi theo tao.
có gì còn làm chứng đấy. Được, anh em có nhau. Ừ. Nhanh nhanh nhanh, gần 2 giờ rồi. Nhanh lên. Lần sau nhá, tao cấm mày tung tin đồn nhảm, nói xấu thằng Nguyên. Vợ tao ngủ với thằng lão ấy, tao cũng quen nó đâu. Mày cái việc đấy bây giờ quan trọng không? Mày cứ vào xé xác của nó ra đi. Ờ nhờ, tao quên đấy. Theo tao. Anh ơi, anh hãy nghe em giải thích đã. Tôi ở trên này cơ mà. Giải thích, anh đừng hành động gì dại dột cả. Thực ra em đã nói dối anh suốt thời gian qua. Bố mẹ em không có nhiều tiền cho chúng mình như thế đâu. Anh có nhớ con iPhone 7 Plus mà em tặng anh không? Là tiền của anh ý đấy. Với cả cái chuyến du lịch châu Âu năm vừa rồi của bọn mình cũng là do anh ý tài trợ đấy. Nhưng anh ơi, chiếc Mercedes mà cuối tuần này chúng mình dinh về cũng là tiền của anh ý. Nên mong anh hãy suy nghĩ lại đi mà. Anh đừng làm gì dại dột được không? Anh... Này, theo mày, tao phải làm gì bây giờ? Theo tao thì mày nên đắp lại cái chăn cho anh trên giường, không anh cảm lạnh. Ờ, có lý. Cầm tao cái chổi. Làm chốt, làm chốt, làm chốt. Cầm mày lại chứ. Đừng hiểu hòa lại chứ.